chào bạn Nếu bạn là một tín đồ mua sắm Nhưng bạn lại nghèo Thì đây chính là video dành cho bạn Off shop tại New Zealand Shop second hand ở New Zealand Có gì có dễ dàng mua đồ second hand Ở New Zealand hay là không Đấy chính là nội dung của video ngày hôm nay Không có điều kiện về kinh tế Hoặc là không muốn đầu tư quá nhiều vào những cái thứ mà có thể dùng một thời gian ngắn rồi bỏ đi Thì đồ ở trong second hand là một sự lựa chọn không thể nào thích hợp hơn nữa ở New Zealand Tìm shop second hand hay còn gọi là off shop ở New Zealand Dễ cực kỳ dễ như ăn cháo luôn Cái thao nào cũng có luôn ấy Cái thao mình đang ở gọi là bé như cái lồ mũi luôn Mà nó còn có tới 5 cái off shop Wow bạn chỉ cần mở Google Maps lên và gõ chữ off shop là nó sẽ hiện lên tức thì những cái op shop gần cái khu bạn ở nhất. Và cái đầu tiên chúng ta cần phải để ý khi mà mở Google Maps sau đó chọn một cái những cái off shop này rồi thì chúng ta phải xem là nó mở cửa vào thứ mấy và mấy giờ. Tại vì thường mấy cái off shop này nó làm chả biết phi lợi nhuận hay cái gì, Kim cũng không rõ nhưng mà uh có chỗ thì nó còn bán từ thứ hai đến thứ sáu có chỗ thì nó có bán có hai thứ tư hoặc là có bán một ngày trong tuần thôi gọi là ở những nơi chắc là vắng quá có ít khách quá ấy. thế này chúng ta cũng phải sờ rất kỹ về thời gian nó mở và cái ngày nó mở trong tuần để uh, hôm nào xui lắm không được đi làm thì ghé qua Off shop ở đây á, mình thấy đồ khá là đa dạng và phong phú Và cũng có nhiều đồ trong cái tầm mình có thể xài được gọi là không quá nét nhưng mà có nhiều cái nó cũng cũng mình cũng có thể xài như kiểu là quần áo giày dép ờ, những cái vật trong gia đình thì rất là hiếm nhưng mà có thể là mùa đông thì mình có thể vào off shop mua cái máy sưởi điện này đó máy sưởi cá nhân nó nhỏ thôi nó nhỏ mình có thể xách lên xe rồi đi theo tới nơi mình ở đâu nó cũng khá là tiện hoặc là chén bát mà chỗ nào mình thấy thiếu thốn quá thì mình vào đấy mình mua thêm vài cái chén cái bát ở trong đấy chẳng hạn rồi nếu mà đam mê nữa vào mua mấy quyển sách về đọc uh, mấy cái giày dép Kim cũng mua được mấy đôi giày dép ở trong đấy Nói chung là cũng vừa cũng có cái vừa size chân mình Rồi quần áo cũng có mấy cái Nhất là đặc biệt là quần áo đồ đông và đồ đi làm á Là vô off shop mua là dễ nhất Đồ đông, đồ đi làm á Là rất là dễ Rất là dễ để để mua ở trong off shop luôn Còn đồ thời trang thì đôi khi nó cũng hơi khó một chút Gọi là mình mua để mặc đi chơi thôi gọi là đi dạo phố đi đi ngắm biển đi tắm biển thôi chứ còn không phải là mo đồ rồi gì lắm đâu kiểu là nó thời trang ở bên này thì nó đã không hợp mình rồi mà còn đồ trong óc shop nữa thì nó thường là hợp với mấy cái người mà hơi lớn tuổi ngoài trung niên một chút còn đồ mình thì chị gọi gọi là mặc ở nhà đi dạo phố ngắm cảnh là ok rồi những cái đôi giày dép hoặc là quần áo trong này á, thì nó chỉ có giá tầm 2 đô đến 5 đô, 7 đô, 8 đô rồi. là 8 đô là cái nào gọi nhìn rất là mới và kiểu là rất là đẹp rồi Thì nó mới có giá 700 đô. Đa phần là 3 4 đô, 5 đô. Và đôi khi có những cái off shop và nó có những cái chương trình như kiểu là nó cho mình một cái giỏ, xong rồi mình lấy đầy một cái giỏ hàng đấy, lấy bao nhiêu món cũng được, nó cũng chỉ có giá 5 đô. Đấy, lấy bao nhiêu món thì lấy kiểu như thế, nó cũng rất là hay. Thì hơi hơi tiếc là kim không có chụp hình cái off shop ở, ở trong này. Uh, kiểu nhìn cũng hơi kiểu nhìn chán rồi nên là kim lại không chụp nhưng mà nếu mọi người muốn tò mò không biết đồ ở bên đấy trong đấy nó kiểu nào thì mọi người có thể tìm xuống dưới hơi xa một chút thì kim có làm một cái video về shop second hand ở bên Đan Mạch thì bên này nó cũng như vậy nó cũng giống như ở, như vậy thôi nó cũng có shop này shop kia mà cái kiểu đồ á nó cũng tựa tựa như nhau vậy á. rồi cái đồ đồ dùng ở trong ấy nó cũng giống nhau như vậy á. nên là nếu mà mọi người muốn xem cái kiểu uh, thời trang hoặc là cái kiểu kiểu cách quần áo đồ dùng bên này ở trong off shop nó thế nào thì mọi người có thể chịu khó là kéo xuống một chút ở cái video ở bên dưới cái video mà đồ si cận hen ở đan mạch á nó hơi xa ở dưới thì mọi người kéo xuống sẽ thấy và vào đấy mọi người sẽ nhìn được ở bên này nó cũng kiểu kiểu như vậy và cũng là một cái dạng off shop nhưng mà nó có cái tên là đội chữ thập đỏ Ờ, thì hôm bữa kim có vào cái chỗ hội chữ thập đỏ đấy kim mua thì thì uh, tự dưng hôm đấy là ngày thứ năm tức là ngày lẽ ra là được đi làm nhưng mà kim lại không được đi làm đấy xui không được đi làm thế thì tự dưng kim với chị nhà kim đi vào đấy thì mua đồ xong thì mới được cái cô bên đấy cô mới bảo là hôm nay bên chỗ cái trung tâm chữ thập đỏ đấy người ta có một cái hoạt động gọi là bữa trưa miễn phí thế là mời mọi người có thể đến tham dự thế là mình cũng lúc đấy gần 12 giờ rồi thế là cũng tò mò cũng chờ vào thì ở đấy tập trung chủ yếu là người già người lớn tuổi ừ, có một vài người giống như người đang thang ấy không biết phải người đang thang không nhìn giống vô gia cư lắm xong rồi chủ yếu là người lớn tuổi thì chỉ có người lớn tuổi người ta mới ở nhà giờ đấy thôi giờ 12 giờ trưa người ta đi làm hết mà ngày thứ năm mà chỉ có người già người ta mới rảnh người ta đến đấy mà kiểu là kiểu là nó là một cái community ấy. À, đến đấy vừa ăn và kiểu vừa nói chuyện với nhau ấy à, kim bữa đấy kim chị chụp hình đồ ăn thế này thôi món ăn thế này thôi có đồ ăn này một phần ăn này rồi một phần uh, tráng miệng bằng kem rồi trái cây xong rồi có cả bánh ngọt nữa nó, nó rất xịn xò đấy mà lại còn được ăn miễn phí nữa xong rồi gặp mấy cô chú ở đấy thì cũng hỏi thăm Rồi cũng trò chuyện vài câu cũng, cũng hay cũng vui uh, nói chung bữa đấy không được đi làm nên là được bữa ăn miễn phí động thấy mừng rồi Ờ, ngoài off shop thì hôm bữa Kim lên Nelson thì được à, bạn Khuê, bạn Khuê đã dẫn đi cửa hàng 2 đô, tức là đồ ở trong đấy. Ngoài những cái có giá ra thì tất cả đều là 2 đô. Thế là mình cũng mua được cái gương về để soi này 2 đô, rồi cũng mua được cái cái thau nhỏ nhỏ về giặt đồ cũng 2 đô, mua được cái lược, à, mua được cái đồ linh tinh cũng 2 đô, 2 đô cũng dễ thương lắm. Mọi người xem video không biết là có thấy New Zealand đẹp không? Đây là cái đoạn đường mà Kim quay từ cái chỗ Kim hái blueberry Từ Rockburg mà đi xuống Cromwell Trời ơi, cái đường nó vòng vèo vòng vèo vẽ vè, Đi xuống cực kỳ, xong rồi ngắm hai bên đường Đã gì đâu, núi non hùng vĩ Đấy, New Zealand nó là như thế này đây Đây chính là bản chất của New Zealand Núi non, ở đâu cũng thấy có sông, có núi, xong rồi có biển nữa Nên là đi đường rất là, rất là đã luôn ấy cực kỳ đã Ở New Zealand chính xác ra mà Gọi là không cần phải có điểm đến Cứ bắt xe ra là đi thôi Là đã thấy thích rồi Không cần phải Không cần phải có điểm đến luôn ấy Nhiều khi mình đi mà những cái điểm đến nó cũng khá là bình thường thôi Nhưng mà cái đoạn đường mình đi cả trăm km Để tới được cái điểm rất là bình thường đấy Thì mình thấy rất, rất là mãn nguyện Tại vì trên đường mình đi thì mình ngắm cảnh Nó còn thích hơn là cái chỗ mình điểm mình đến luôn mà quay video lên á nó khác ngoài đời cực kỳ luôn ví dụ như mọi người có những cái chỗ cái cái hồ á nó màu xanh ngọc bích cực kỳ là xanh ngọc bích luôn nhưng mà mình quay lên thì nó lại thành màu xanh da trời của trời nên là quay video vào với lại kiểu là ở đây núi đồ nó màu đen và mà đồ á nên là mình quay video vào cái màu nó xấu vậy á chứ ở ngoài nhìn đẹp hơn rất là nhiều nếu mà mọi người thích video của Kim và những cái cảnh đẹp như thế này thì nhớ like video cho Kim và đăng ký kênh cho Kim nha Bye bye hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo